Em xin chào tất cả cô dì chú bác nha, em xin chào tất cả cả nhà nha. Em hôm nay bà mẹ nuôi em có gửi một chút quà về cho nhà anh Phương. Nên là hôm nay cả hai chị em với chở quà, chở ít đồ lên cho anh chị. Đây. Ồ, chói quá. Đây phải mượn em dâu chở đi một tí. Đây mẹ em có mua bảo em là mua đồ mua ấy thêm gạo rồi mì tôm rồi các thứ lung tung. Tí là chị bê lên nhá, ở dưới bên dưới cái chị bê lên nhá. Thế là hôm nay là mẹ nuôi em ở bên Mỹ có gửi cho anh chị một chút quà để gọi là giúp đỡ chị thêm trong cái việc mà phải chăm sóc anh ấy, là không đi không có thời gian để đi làm. Thì đây là em cũng có mua xà phòng này, phở này, dầu gội, mì chính, có ba gói bánh kẹo thôi là vì có cháu nhỏ nên em mua thêm cái đấy, rồi mì tôm, sữa em mua cả hai loại. Cái đồ ăn vặt đây là cái gì đây, sữa này, phở này, gạo này, tù mù. Xong thì đây này là đây là em mua hết 2.120.000. Sau đấy chị lúc này chị bảo con mợ là đang nợ em 120.000 à? Vâng, nợ 120.000. Gọi như là em trả luôn cho chị nhé. Vâng, là 2.240.000. Đây là chị cũng cảm ơn mẹ em. Chị nói gì với mẹ em? Thôi chị nói to lên em với. Trước mắt là em cũng xin chân thành cảm ơn bác cũng đã giúp đỡ vợ chồng con cái nhà em được. Thứ nhất cảm ơn là bác, thứ hai nữa là cảm ơn em Hoa đã hỗ trợ cho chị đến tận nhà. Đây là được sự là cái số các cái hàng đồ ăn là tổng cộng là 2.120.000 đúng không? 2.240.000 chị. Ở đó 2.240.000. Đây là 2.120.000 em mua 100, đúng rồi. Chị đang còn nợ 120.000 một vị phân. Là tổng cộng là 2.240.000 bác ạ. Thì cảm ơn, em cũng cảm ơn, chân thành cảm ơn bác nhá, đã giúp đỡ vợ chồng em thì em cũng xin chân thành cảm ơn, em chẳng biết nói gì. Vâng, em cũng chẳng biết nói gì hơn nữa bác ạ. Đây là hôm vừa rồi em có lên quay trên nói sao quay nhỉ? Hôm vừa rồi em có lên chơi với anh chị trên đây thì em cũng có quay lên một video, thì có rất nhiều người là cũng hay cũng nhắn tin cho em có hỏi về gia đình anh chị ở đâu và như thế nào, số tài khoản và địa chỉ để ai đó giúp đỡ chị ấy. Thì là ở đây thì em cũng qua cái kênh của em thì em cũng nhắn nhủ tới cả nhà là nếu ai mà quan tâm và ủng hộ đến chị Hà Thị Phút là vợ của anh Phương và các cháu, nếu mà ai quan tâm và ủng hộ chị ấy thì là số tài khoản của chị là ngân hàng Agribank chi nhánh Triệu Sơn, số tài khoản là 3516205337061. Em đọc lại ạ, nếu mà ai có lòng thương và ủng hộ đến chị Hà Thị Phút, vợ của anh Phương,
thì gửi vào số tài khoản, ủng hộ vào số tài khoản ngân hàng Agribank chi nhánh Triệu Sơn Thanh Hóa 3516205337061. Lát nữa em sẽ ghim lên trên đầu trang của em. Thì nếu mà ai có lòng hảo tâm ủng hộ anh chị là à còn số điện thoại chị. 0326 0326 738 348 348, đúng không? Số điện thoại của chị là 0326 738 348, nhưng mà hiện tại bây giờ là cái điện thoại của chị bị hỏng, chắc là phải 2-3 hôm nữa thì mới liên lạc được bằng số điện thoại này à? Mà chị dùng bằng máy cục gạch đúng không? Vâng, bằng cục gạch. Thôi thì mai em mua cho chị một cái điện thoại nhé. Mai em sẽ ủng hộ chị một cái điện thoại để chị có thể liên lạc được, thì chiều mai em sẽ mang vào cho chị. Hay là để cho chị không có là không có là